loại. Hai mày đi đâu? Thế mày nghĩ tao đi đâu? Đứng đây chờ tí. Vừa vào đây. Đứng lại. Muốn vào gì? 2 triệu một đứa. 2 đứa 4 triệu. Vào cho các em nó ngồi. Nắm vào lại trái. Các em đánh đâu? Mọi người xuống tiền trước đi. Mặt còn lại của tôi. Được. 200 triệu. Tất cả là đủ 900 triệu. Ông nào xuống nộp 100 đi cho tròn 1 tỷ. Lan ở dưới nhà lão Tư Chột, nó làm một mớ trong đó. Rõ ràng hôm giao hàng nó bị công an ập vào bắt rồi. Không hiểu sao hôm nay lại có thể ở ngoài được. Nó bị bắt từ hôm giao hàng rồi cơ. Mày có nhìn nhầm không? Em nhìn thì làm sao mà nhầm được. Hôm đó chính con Lan đứng ở ngoài và nó là đứa bị tóm đầu tiên. Em nhìn thấy thế em bỏ của em chạy lấy người. Và cả con bạn nó nữa. Con bạn nó chính là đứa mà giao hàng cho em.
mẹ kiếp. Thằng Năm Dỗ nó chơi tao rồi. Bảo làm sao? Điện thoại nó khóa máy mấy hôm không liên lạc. Gọi cho đàn em nó thì đàn em nó lại bảo nó đi Hồng Kông. Mà mày cũng không thấy lạ. Bị tập kích một cách bất ngờ như thế. Đến một con rán còn không chạy. Huống hồ mày còn vác nguyên cái xác về đây. Bây giờ xử lý sao đại ca? Cái này phải bình tĩnh. Từ từ tìm bằng chứng thôi. Thằng Năm Dỗ này nó thâm độc rồi. Không đùa được với nó. Không nên đánh rắn độc rừng. Đừng để việc nhỏ mà làm hỏng việc lớn. Vâng, em biết rồi. Cho người theo dõi con Lan và bạn của nó. Đây là con chip định vị đời mới nhất. Khởi động nó rồi kết nối với điện thoại của mày. Tiếp cận con Lan. Rồi gắn nó với cái gì mà con bé hay mang trên người. Hiểu không? Vâng, em biết rồi. Đưa điện thoại mày đây. Đây đây. Làm đi. Vâng, em đi làm luôn đây ạ. Luôn đi. Chào người đẹp. Chào anh. Lâu rồi sao không thấy vào nhà lão tư chùa chơi. Làm một bữa ăn non làm sao bọn anh gỡ lại được đây. Đâu, dạo này em bận quá. Mới mở tiệm cầm đồ nhỏ với dịch vụ tài chính. Với lại mẹ em cũng đang ốm quá nên em không có nhiều thời gian. Lan ơi, anh gọi nước uống nhá, đợi em tí. Gọi gì uống à? À, thôi anh phải có việc đi gấp đây. Hôm nào vào nhà lão tư chột chơi. Alo anh trước nhá, anh chuẩn bị tiền để nộp mạng cho bọn em. Anh lại cứ trêu em, chó ngáp phải ruồi thôi anh. Với lại hôm đấy vận em sáng, chứ em có ham hố gì cái món đấy đâu. Ừ, thôi anh đi nhá, hẹn gặp lại em sau. Vâng, bye anh. Em ơi, tính tiền. Chị ạ. Ừ. Sao rồi mày? Mày xem cái này là cái gì? À, cái này thì em biết. Nó là chip định vị. Nó có cấu tạo như một chiếc thẻ nhớ. Rất là khó phát hiện ra. Mà cũng may, gắn vào đây còn dễ biết chứ. Nếu mà gắn điện thoại thì đúng là chịu. Nhưng mà chị yên tâm, con chip này nó chỉ có chức năng định vị thôi. Chị đi đâu nó cũng sẽ biết. Nhưng mà nó chưa có chức năng ghi âm. Chó chết, lại thêm kẻ thù nữa. Chuyện bắt đầu phức tạp rồi đấy. Bây giờ phải đối phó với lão Hùng công tử. Còn lão Năm thì hiện tại không phải lo. Hay bây giờ mình thâu tóm luôn địa bàn karaoke. Tao đảm bảo lão Năm sẽ không dám làm gì mình đâu. Bởi vì tất cả hành động của mình bây giờ, lão đang nghĩ mình đang là thế lực của công an. Mày nói đúng. Bảo kê ở đó tháng giờ kiếm vài lít đấy. Nhưng mà một nửa doanh thu là từ gánh ảnh. Ừ, nhưng mà chị ơi, em không biết đánh nhau đâu. Ừ, chị đừng bảo em đi đánh nhau. Em lại còn sợ máu nữa. Chứ em mà nhìn thấy máu thì em ngất đấy. Cái thằng này. Ừ. Mày ngồi im đi. Lan này, khi mà mình chiếm được địa bàn rồi, mình sẽ không thu phế của bọn gái hát nữa, mà cho chúng nó bốc họ, nhưng với lãi suất thấp hơn thằng Thắng Sẹo làm. Như vậy,
mình sẽ thuận lợi và ít nợ xấu hơn. Mình chỉ thu phế bảo kê của nhà hàng thôi. Doanh thu có thể ít hơn so với thằng bánh sẹo, nhưng ít ra vẫn còn chút tình người. Yeah! Ok thằng này, sao mày không đợt tay? Mày không thích tiền à? Tiền thì em thích, nhưng mà em không biết đánh nhau. Lại em tắt. Thế tao đã bảo mày đi đánh nhau chưa? Dạ chưa. Ô, thế thì dê lại ạ. 2, 3. Mày gọi tao ra đây có việc gì? Tao hỏi thẳng luôn vấn đề nhá. Từ nay địa bàn karaoke thành phố là của tao. Chúng mày có ý kiến gì không? Thằng này thì làm gì có đủ thẩm quyền. Phải hỏi thằng bố nó. Mẹ con rách con này. Mày biết mày là ai không? Tao á? Tao là mẹ mày. Không, là bà nội của mày. Có giỏi mày động vào tao xem nào. Con chó này. Hộ cái. Thôi, tốt nhất muốn toàn mạng thì gọi điện về cho đại ca mày một tiếng đi. Chúng mày cứ đợi đấy. Alo đại ca. Con Lan và con Quỳnh nó đang đòi cướp địa bàn karaoke của nhà mình. Giờ em phải làm sao ạ? Thằng ngu, nó thích thì cho nó. Miễn phế với tiền bảo kê đáng là bao nhiêu so với tiền cung cấp đồ. Đối mặt với chúng nó là đối mặt với ai mày biết không? Dạ vâng ạ. Em hiểu rồi ạ. Về gom hàng chuẩn bị chuyển vào trong kia cách đục cả tuần nay rồi đấy. Thôi được rồi. Tao sẽ để lại địa bàn hoạt động cho chúng mày. Nhưng phải để tao thu nốt vài bát họ cũ đã. Từ giờ đừng có làm phiền đến bọn tao. Được. Từ nay nước sông không phạm nước giếng. Chúng ta sẽ không dính dáng đến hàng. Chúng mày vẫn được phép cung cấp hàng trong địa bàn. Nhưng ngoài việc đó ra thì tất cả là của tao. Hiểu không? Được rồi. Hai chị ơi, bây giờ em mới biết người đàn bà quyền lực là như thế nào đấy. Mà em không hiểu hai chị làm cách gì mà nó sợ chị đi. Mày không cần phải biết nhiều. Việc của mày là từ ngày mai đi thu phế khu karaoke. Tuyệt đối không được thu tiền của bọn gái hát. Hiểu chưa? Vâng. Còn đứa nào muốn bốc họ thì gọi cho chị. Giờ xử lý sao ạ? Mày tụt quần nó ra, lấy đường bôi vào hàng nó. Mấy thằng đi kiếm mấy tổ kiến xung quanh đây, gom hết kiến lại để dưới chân nó. Chị ơi, làm thế có ác quá không ạ? Cả trăm con kiến mà nó bu lại hàng thì... Nó không sao đâu, có chết đâu mà sợ. Vâng ạ, thế để bọn em đi kiếm ạ.
Chết mày chưa? Cho mày chưa? Ui, ui. Anh ơi, này nhiều kín lửa quá anh ạ. cái này mà cho vào háng đó thì có mà được. Này lấy về. Chị ơi, bọn em làm xong rồi ạ. Mà nó có chết không hả chị? Thằng ngu, nó không chết được đâu mà sợ. Chúng mày cứ yên tâm, tao vẫn cho nó cơ hội gọi cho người thân. Nhưng tao phải hành nó đã. Rút. Vâng ạ. Mày lấy cho anh mấy cái khăn lạnh ấy. Vâng. À, mày tra Google xem là bị kiến cắn chỗ đó, bôi thuốc gì cho khỏi. Vâng, đại ca, đợi em tí. Mà chắc hôm qua đại ca đi chơi con nào bị kiểu đường thì kiến nó mới bu vào đúng chỗ đấy chứ. Mày đi mua thuốc hộ anh nhanh cái. Mà máy em hết mạng rồi. Tiền sư cái thằng này. Vâng. Mày đi mua hộ tao nhanh đi, tao sắp chết đến nơi rồi. Đợi em tí, đợi em tí. Mà có cần đá trường không đại ca? Nhanh lên. Vâng ạ. À, tiên sư cái con này, con khốn, tao mà sẽ bắt được mày. À, thù này tao không trả, tao không phải là Tuấn nghèo. Giờ làm sao đại ca? Mày, tao trói nó lại để tao xem đại ca đi đâu rồi. Vâng ạ. Mẹ con này, mày chết với bố mày. Alo, gì đấy? Đang bận thì gọi lại nhá.
chưa? Chưa đại ca, nhưng mà em trói chặt rồi. Có trời nó mới thoát được. Giờ làm sao đại ca? Mày sang nhà ông Sáu Mật, mua cho tao 1 lít mật ong và 2 tổ ong thật to về đây. Sau đó mày về mày tuột quần nó ra và tưới mật ong lên hàng của nó. Sau đó mày thả cho tao 2 đàn ong kia ra. Mẹ con này chắc chắn nó phải chết với tao. Không hiểu, ong to hơn hay là kiến to hơn, hiểu chưa? Em hiểu ý đại ca là ong thích hút mật hoa, nhưng mà em chưa bao giờ thấy hoa màu đen đại ca. Mẹ thằng ngu này, mày chưa thấy hoa hồng đen bao giờ à? Thôi đi đi. Vâng ạ. Đại ca, mày mới là thằng ngu này. Tội bắt cóc còn chưa đủ, mày còn định lĩnh thêm tội hiếp dâm à? Dạ đại ca, em chỉ muốn trả cái mối thù này với nó thôi ạ. Thế thù của mày to hay 2 tỷ của tao to hơn? Dạ em biết rồi ạ. Chúng mày đứng đây canh gác cho cẩn thận vào. Vâng ạ. Mày còn cười à? Sống thì khai ra, tiền của tao ở đâu, tại sao mày lại không bị bắt? Tôi không biết gì cả. Lúc công an ập vào, tôi bị đánh bất tỉnh. Sau đó tỉnh dậy thì bị mất, nhốt trong căn nhà hoang ngoài đồng rồi. Chúng mày được lắm. Mày thông đồng với thằng Năm đúng không? Tôi không biết gì cả. Anh nghe. Được rồi, anh hiểu rồi. Mày hồn hồn thì khai hết ra nghe chưa? Không đi, tao cho mày biến mất khỏi thế giới này ngay đến đây. Trông chừng nó cẩn thận. Mày mà để nó thoát ấy, cái đầu mày cũng biến mất khỏi thế giới này, hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Tuấn, theo tao lấy hàng. We'll be right back.
đấy. Ôi, anh Toán. Em nhớ anh quá à. Sao này anh lâu đến chỗ em. Tôi có phải là Tuấn. Không, anh Tuấn là Tuấn. Ui, anh ơi, anh quên em à. Tôi nói tôi không phải là Tuấn mà. Dạ. Em nghi lắm đại ca. Mày nghi cái gì? Bọn con Lan thông đồng với thằng Hùng công tử lừa mình. Bằng chứng. Em bận quá, mới mở tiệm cầm đồ nhỏ với dịch vụ tài chính à. Với lại mẹ em cũng đang ốm quá nên em không có nhiều thời gian. Anh Tuấn. Em nhớ anh quá à. Sao dạo này anh lâu đến chỗ em thế? Có chết, tao đã từng nghĩ chuyện đấy nhưng chưa có bằng chứng. Mày về gọi anh em mang hàng nóng qua thẳng cho nó luôn. Dạ, em biết rồi, đại ca. Cái loại vô dụng, có mỗi con đàn bà cũng để nó thoát. Mày nhìn cái mặt mày xem có đáng mặt dân giang hồ không? Dạ, chúng nó cả một đống người, lại có thêm vũ khí, thêm làm sao mà đỡ được đại ca? Mà với cả, em thấy thằng Thắng Sẹo nó đợi sẵn ngoài xe. Em nhớ anh quá. Này anh lâu đến chỗ em thế. Chắc chắn là 100% thằng Năm rồi. Làm sao mà sai được. Tao biết ngay mà. Bây giờ mới có bằng chứng đây. Chúng mày. Dạ. Đi chuẩn bị đồ. Có anh em xuất phát. Dạ. Không phải đi đâu cả. Tao đã đến đây rồi. Chúng mày bỏ ngay kiểu vừa ăn cướp vừa la làng này đi. Hiểu chưa? Mày diễn giỏi lắm. Từ khi bước chân vào giang hồ đến giờ ấy, chỉ có thằng Hùng này đi lừa thằng khác chứ chưa ai qua mặt được thằng Hùng này cả. Thế thì mày mới lừa tao. Muốn hồn mày mang hàng ra trả tao ngay. Không thì tao sẽ sống chết với mày ngay tại đây ngày hôm nay. Từ trước đến giờ anh em trong giang hồ luôn nói mày là thằng uy tín và trương nghĩa. Sao mày dám cướp tiền của tao? Chính mày thông đồng với hai con danh lừa tao. Mày nói lắm. Bằng chứng đâu? Mắt tôi đã nhìn thấy quần của ông. Em bận quá, mới mở tiệm cầm đồ nhỏ với dịch vụ tài chính à. Với lại mẹ em cũng đang ốm quá nên em không có nhiều thời gian. Anh Tuấn. Em nhớ anh quá à. Dạo này anh lâu đến chỗ em thế. Thế ai thả hai con danh đấy ra? Chính tao. Nhìn thấy mày đến giải cứu cho hai con danh. Mày còn đánh trọng thương tao. Này, tao nói cho chúng mày biết, ở đời có luật nhân quả, không ai ăn không của ai cái gì đâu, hiểu không? Bởi thế, khôn hồn thì nôn tiền ra dạ tao. Tao cũng tin vào luật nhân quả này. Mày có dám mang tính mạng cả gia đình nhà mày ra tê độc với tao không? Đương nhiên, bố mày không làm gì sai, bố mày không sợ. Còn mày thì sao? Bố mày cũng thế, nhưng thế mà ứng, tao mày và những thằng khác chết lâu rồi, mày hiểu chưa? Chắc mày có tin vào nhân quả không? Mày có tin vào ông Giai không? Đương nhiên tao ra giang hồ bao nhiêu năm, chưa từng lừa lọc ai dù một đồng. Tao tin ông trời sẽ có mắt, mày hiểu không? Được rồi, chuyện giữa tao và mày để ông Giai phán xét đi. Được, mày thích chơi thì tao chơi kiểu đấy. Đây này không sợ chết đứng. We'll be right back.
này cùng với tôi. Anh Nam không hề có lỗi với anh Hùng, và anh Hùng cũng không hề có lỗi với anh Nam. Vấn đề ở đây là thuộc về tôi. Hôm nay tôi sẽ nói rõ trắng đen. Các anh có ý kiến gì thì nói sau. Cuộc đời không ai hoàn hảo cả, ai có lúc mắc sai lầm, giang hồ cũng vậy. Không ai có thể một tay che kín mặt trời. Tôi thừa nhận là các anh ra giang hồ sớm hơn tôi và có nhiều thành công, mặc dù đó là những thành công phi pháp. Chính bản thân tôi cũng là công cụ của các anh có thành công như ngày hôm nay. Nhưng thực sự đến lúc gặp phải bước đường cùng, tôi có hai sự lựa chọn. Một là sai với các anh, hai là tính mạng của mẹ tôi, người thân duy nhất tôi còn trong cuộc đời này. Mẹ tôi và em Xuân Quỳnh đã gặp nguy kịch, nên bất đắc dĩ tôi phải làm như vậy. Vì vậy, ngày hôm nay tôi đến đây để gửi lời xin lỗi đến hai anh. Tôi đã gửi các anh đầy đủ và kèm lời xin lỗi. Các anh có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến gì thì giữa ba chúng ta từ ngày hôm nay không còn phân đoán gì nữa. Việc ai người đây làm, nước sông không phạm nước giếng. Anh thế nào? À, còn đây thì tôi ok, quân tử không chấp vặt. Còn anh Hùng thì sao? Thì tiền của anh vẫn nguyên là ok. Quan trọng là anh em không hiểu nhầm nhau, không hận thù nhau là tốt rồi. Anh Năm nhỉ? Thế. Vậy, chào các anh, chúng tôi đi. Chúng mình có giao dịch chưa? Ok, đương nhiên. Tôi cần hàng để chuyển cho Hải Phòng mà.